Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục địa phương khối 6 ở Việt. Thời gian kiểm tra là 45 phút. Chúng ta sẽ làm kiểm tra tại lớp vào tiết giáo dục địa phương 6. Hình thức kiểm tra là các em sẽ trang trí bưu thiếp vẽ các địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô sẽ phát đề và các em có thể lựa chọn các địa danh nào mà mình thích để mà mình trang trí. Trong kiểm tra giữa học kỳ 2 của môn giáo dục địa phương 6 là chúng ta học chủ đề 5 truyện dân gian liên quan đến địa danh thành phố Hồ Chí Minh và chủ đề 6 âm nhạc dân gian trong đời sống thường ngày ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh một số bưu thiếp mà các em có thể tham khảo để mà có thể trang trí cho cái bưu thiếp của mình đẹp hơn. Tinh ông ở huyện Cần Giờ, chúng ta cũng có thể tham khảo về màu sắc và đường nét để chúng ta trang trí cho thật là đẹp.